Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay. Thì chiều nay có hai chị gái là bạn của anh trai mà hồi sáng là đòi ngủ lại mộ cộng 5 giờ tới rồi nè cô chú anh chị ơi. Phú Nhẫn. Phú Nhẫn hả? Có lại nhà của chú Pháp Hương lần nào không? Tại vì bữa nay em dù cô hai cô cháu cùng đi xuống thì không có thời gian dặn cho xuống chỗ chưa thì chị muốn lên. Mày lên lên nhà thứ hai luôn. Em có đi công việc buổi sáng đi thắng mắt. Rồi con lên YouTube rồi nha. Rồi mai lên nhà hàng rồi thấy mới biết rồi thôi chứ mệt mệt nó chữa rồi. Không mệt. Chủng cười. Đã bán rồi bà đi. Phá rồi bà tới chơi. Đẹp ra luôn đó. Đó, có xe tới kìa. Đó, anh trai chở bạn anh tới đó. Khi có xe rồi chú chị. Đó, quẹo vô luôn rồi kìa. Rồi anh trai hồi trưa dắt bạn tới nè, đó chạy xe tới kìa. Đúng không? Đó, bây giờ anh trai sáng đi Honda giờ đi du lịch. Tới luôn nè, cô chú thấy còn YouTube cái bắt đầu chạy vòng vòng kìa. Rồi vậy là mình ở lại đây là chắc cú. Ở lại đây mình canh là chắc. Tại bữa giờ là bữa nay là chị Hồng Loan đi rồi, đi Úc rồi. Nên bây giờ chắc cũng có người muốn lên mộ cậu làm này làm kia. Giờ không biết ai thiệt ai giả hết. Nên chắc Bùi Hải ở lại mộ tới tối thì xem sao ha cô chú anh chị. Họ quay lại kìa, quay lại kìa. Quay xe lại kìa. Đó nè nè. 51 Sài Gòn. Đó xe chạy nè cô chú anh chị đó, chạy vòng qua nè. Đó chạy vòng vòng ra, vòng vòng mẫu cậu ra. Mà nhìn vô mẫu hoài luôn mà không vô. Mà không ngừng lắc cả khả nghi quá nha. Đó, đó ngồi xe nhìn vô một cậu thấy không cô chú anh chị. Đó xuống xuống rồi xuống rồi xuống rồi. Bữa nay tự nhiên chị Hồng Loan vừa đi Úc lưu diễn là có người lạ mặt lên đòi ngủ lại ở mộ cậu Năm nè, nguyên đêm mà cô chú anh chị mà cũng không biết sao nữa. Để Bùi Hải nha, đó chạy nữa rồi kìa, thấy YouTube qua bỏ chạy nữa rồi kìa. Rồi chạy vô, chạy vô là muốn ghé mộ này nè, tại thấy còn YouTube nên không vô nè. Chắc tính làm cái điều gì đây mà thấy YouTube. Đó, chạy qua kia kìa. Đó, chạy qua kia rồi. Rồi, giờ mình quay lại mộ cậu đi. Cho an toàn nè. Mộ cậu an toàn nè. Đó,
quẹo chạy nhờ vòng vòng nữa. Còn cô chú anh chị ơi, cái gì mà làm cho người ta nghi ngờ quá vậy? Kìa đó, xe chạy vòng vòng nữa à cô chú anh chị. Đó, ngừng lại nè. Đó, chỉ vô thấy không? Chỉ vô mẫu cậu thấy chưa? Rồi, chắc cú luôn. Muốn vô mộ cậu làm cái gì nè? Mà thấy đó, nãy giờ đó. Thấy còn YouTube ở đây nên ngại không vô nè. Đó, muốn làm cái gì trong đây nè? Hồi sáng là có ông anh kia là đòi ngủ lại nguyên đêm ở với cậu tâm sự. Bởi vì chiều nay có việc mấy anh em còn ở lại giữ lại đây nè. Mà giờ chiều mấy anh mấy chị về cũng bớt rồi, còn anh Ngọc với Bùi Hải nè, chị Hương, chị Bích. Quay lại nữa hả? Rồi rồi, chắc cú luôn. Kìa. Chạy la là giờ chạy vô nữa nè. Đó, chị chỉ vô mộ miết luôn mà không vô. Đi qua đây, đi qua đây. Đó, quẹo vô nữa kìa, đó. Đó, mình đứng ngay đây đi, mình đừng có đi đâu quá. Đó, thấy chưa? Đó, xe ra tới ra lui đậu nhìn vô mộ cậu mà không vô nha cô chú anh chị. Đó, nè. Đó, giờ chạy ra vô ngược vô nữa kìa. Làm điều khó coi đó. Đó, làm cái chuyện vậy mà hỏi sao ta không nghi ngờ sao được. Định làm cái gì vô mộ cậu, định làm cái chuyện gì nè? Tại bữa nay là chị Hồng Loan biết tin là chị Hồng Loan đi Úc nè. Đó, mà bữa nay là chị Hồng Loan đi Úc nè, với anh hai Vũ Lưng, chị ba Bình Tinh nè, chị Ni cũng đi hết luôn. Nghe tin đi rồi đó. Bây giờ là chắc là cho người xấu lên mộ cậu, tính định làm cái gì nè? Mà gặp anh em YouTube ở đây là không dám vô. Rồi, rồi ở lại đây. Rồi, ở lại đây tới tối luôn. Để coi mấy ông này có ghé không. À, giờ còn có bốn anh chị em nè. Chị Hương, chị Bích, Bùi Hải, anh Ngọc. Thôi rồi, bà Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. À.